是关了吧？毛？嗨，我说我关了吧，毛问。
của xin mời năm ba cho em quý ông chúng ta cùng tiến lên phía trước nào. Come on.
rất là đẹp như thế này để đến lại sân khấu. À, thưa quý vị, đây là 34 tiết mục dự thi cho nên tại vòng chung kết Sardinia 2017. Trân trọng chúc mời đạo diễn Xuân Phước, mời ông Vũ Quang Lục, mời bà Hoàng Trang, mời ông Trịnh Công Sơn và đặc biệt mời nhà báo Lương Hoàng Hưng. Đồng thời chúng tôi cũng mời ông Nguyễn Tấn Huy, tổng thư ký Hội đồng Nhân dân cùng bước lên sân khấu trao giấy chứng nhận sao nhân dân 2017 cho tất cả 46 gương mặt tại vòng chung kết sao nhân dân. Chúc mừng và cảm ơn tất cả 34 tiết mục đã có mặt trong chương trình lần này.
của chương trình hôm nay và đã là áp quân thì chắc chắn chúng ta vẫn còn thêm động lực và niềm tin để tiếp tục cố gắng đoạt giải quán quân của năm sau. Chúc cho tất cả quý vị sẽ đạt được điều đó. Ở trên sân khấu Nguyễn Đình Bá đang trao bản trường trương số tiền giải thưởng. Những chiếc nút danh giá đã biểu dương cho tinh thần doanh nhân.
chuẩn bị rất tuyệt vời đúng không ạ? Một phần biểu diễn giao lưu của ba cặp đôi. Và thưa quý vị, ngay bây giờ. Thank you.